Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 2004, 13 tháng 10 2024, chiều nay ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp huyện long trọng tổ chức họp mặt giữa lãnh đạo huyện với các doanh nghiệp tiêu biểu nhằm tôn vinh, tri ân các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp vào sự đổi mới và phát triển của địa phương, đồng thời lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Tham dự buổi họp mặt có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều, các đồng chí lãnh đạo huyện Đức Hòa cùng 220 doanh nghiệp tiêu biểu của huyện. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng LA34 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa Lê Thành Phong đã phát biểu khẳng định đội ngũ doanh nghiệp tại Đức Hòa không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Là huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh, Đức Hòa hiện có 6 trên 13 khu công nghiệp, 10 trên 20 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với hơn 5.000 doanh nghiệp trong và ngoài khu cụm công nghiệp. Các doanh nghiệp ngày càng khẳng định vai trò then chốt, tiên phong trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Với quan điểm lợi ích hài hòa, khó khăn cùng chia sẻ tháo gỡ, lãnh đạo huyện mong muốn Đức Hòa tiếp tục là điểm đến tin cậy của nhà đầu tư. Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út phấn khởi chia sẻ với đội ngũ doanh nhân những bước tiến vượt bậc của tỉnh trong phát triển kinh tế thời gian qua, nhất là trong 9 tháng năm 2024. Đồng thời khẳng định kết quả này có sự đóng góp quan trọng với vai trò hạt nhân của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Không có sự đóng góp của doanh nghiệp, chắc chắn rằng kinh tế sẽ không thể phát triển được. Đó là một điều mà chúng tôi trong bao giờ trong cái định hướng phát triển của Long An, chúng tôi cũng có định hướng như thế, luôn chia sẻ và đồng hành với các doanh nghiệp. Tới đây các anh chị phải cố gắng phải làm tốt hơn nữa trong cái liên kết với nhau. Bởi vì hơn bao giờ hết, liên kết là sức mạnh. Đoàn kết với nhau, liên kết với nhau để tạo một sức mạnh, tạo một cái lợi thế cạnh tranh mới. Với quan điểm, nếu không có đội ngũ doanh nhân giỏi thì dòng chảy kinh tế sẽ ngưng trệ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh một lần nữa cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện để kết nối doanh nghiệp, kết nối giao thương, hội nhập kinh tế để doanh nghiệp phát triển bền vững hơn nữa trong thời gian tới. Dịp này, lãnh đạo huyện đã vinh danh các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu đang hoạt động, có đóng góp tích cực cho địa phương trong thời gian qua. Trong buổi họp mặt, cộng đồng doanh nghiệp huyện Đức Hòa cũng đã đóng góp kinh phí 276 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và hỗ trợ quỹ khuyến học địa phương kinh phí 100 triệu đồng.